cô cho tôi hỏi. Dạ. Cô kia là? À đấy là bệnh nhân mới em gọi. Có nghĩa là cô bệnh về thần kinh sao? Đây là bệnh viện tâm thần mà cô. Cảm ơn cô. Ba em nhớ lời nói bốn em. Lại là mày à? Mày định giở trò gì đấy? Tất cả là tại mày đấy. Tại cái vở kịch tởm lợm của mày đấy. Đáng nhẽ ra anh Đạt là của tao. Cả cuộc đời này tao cũng không bao giờ tha thứ cho mày đâu. Còn tao cũng không bao giờ tha thứ cho mày đâu. Tại tôi á? Đúng. Tôi làm. Tôi làm cả đấy. Cô không thấy rằng kết cục của cô ngày hôm nay là xứng đáng lắm sao? Cái gì? Mày nói cái gì? Mày đẩy cuộc sống của mẹ con tao khốn khổ khốn nạn thế này mà mày còn đứng đây mày lên giọng à? Hôm nay tao giết mày! Tao giết mày! Buông ra tao giết mày! Tao giết mày! Trời ơi! Tao giết mày! Con kia! Con kia tao giết mày! Alo ạ? Vâng, tôi Minh đây. Cái gì ạ? Cháu đây mà, con nghe cháu nói này. Con phải hết sức bình tĩnh. Con vào đây với cháu. Cô Lan! Con vào đây với cháu. Ôi. Đây bên trên phòng nào? Quên! Bác phụ trách, con lên đây. Đến đây em đi gọi ạ. Bình tĩnh. Đề nghị mọi người lùi lại, không được làm ồn. Mày không ra đây! Không được đến nơi vào đây. Con Minh đây. Đừng yên lên cả đây. Con Minh sống sợ mẹ đây. Đừng yên lên cả đây. Đừng yên đây. Cô Lan ơi, cô nghe cháu nói này. Tao giết đi chúng mày. Tao giết đi. Chúng mày đừng có lừa tao nhá. Con Bạch Cúc kia. Mày đừng có lừa. Không được đi vào đây. Tao có làm má tao cũng giết mày. Mẹ. Ra đây. Mẹ ơi, đi đây. Mẹ ơi bình tĩnh. Con đây, con mình đây. Mẹ bình tĩnh nhá. Bây giờ con sẽ đưa mẹ đi mua quần áo mới nhá. À không, con đưa mẹ đi tìm bằng Chí nhá. Hai mẹ con mình đi tìm bằng Chí. Rồi mẹ về nhà với con. Rồi con sẽ đưa mẹ đi ăn một món thật ngon nhá. Mẹ, đưa gậy đi cho con. Con gái của mẹ đi. Bà ta đã đến tận bệnh viện, nơi mà mẹ cháu điều trị, để khiêu khích mẹ cháu, khiến cho tâm trí của mẹ cháu không được ổn định và khiến mọi thứ tiến triển xấu đi, suýt chút nữa thì mẹ cháu tự tử. Nếu như không cứu kịp thời thì cháu cũng không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Thực tình chú không nghĩ nó lại trầm trọng đến như vậy. Nhưng mình này, hãy tin chú đi. Chú biết Bạch Cúc bao nhiêu năm nay rồi. Bạch Cúc không phải là người biết người ta ốm mà vẫn cứ cố tình khiêu khích hoặc này nọ. Cũng có thể là do một sự hiểu lầm nào đó chăng? À. Có clip ghi lại cả mà chú. Nhưng dù sao hôm nay cháu cũng không gặp được bà ta. Nên cháu cũng nhờ chú nhắn với bà ta là việc mà bà ta đã đến bệnh viện để thăm mẹ cháu ấy, cháu sẽ cảm ơn và hồi báo sớm. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Hạ Lan, là khách hàng, cũng là bệnh nhân từng được cô An Nhiên đây trị liệu về mặt tâm lý. Đây là một số chứng từ cho thấy quá trình điều trị của tôi và cô An Nhiên. Xin hỏi cô An Nhiên, liệu cô có phủ nhận mối quan hệ này không? Tôi không rõ. Quá trình điều trị của cô An Nhiên đây, có điều gì khiến bà không hài lòng? Tôi nghĩ chuyên môn của cô An Nhiên thì không có vấn đề gì. Thứ có vấn đề là đạo đức nghề nghiệp, là tư cách của một con người.
xin lỗi nếu như tôi không thể dùng những lời lẽ tôn trọng ở đây. Cô An Nhiên là chuyên gia điều trị tâm lý cho tôi, cũng là bạn với con gái của tôi. Nhưng cô ta đã lợi dụng chuyên môn, lợi dụng những bí mật của thân chủ nhằm phá hoại mối quan hệ giữa tôi và con gái tôi. Cô ta cũng nhân danh nghiên cứu, mời con gái tôi chia sẻ về vấn đề tâm lý. Nhưng cô ta đã cố tình cắt gọt những đoạn nhạy cảm nhất và làm như vô tình gửi nhầm sang cho tôi, làm cho mẹ con tôi căng thẳng suốt một thời gian dài. Hai bản file ghi âm đó, tôi đã có một bản full và bản cô ta đã cố tình cắt gọt để cho thấy sự ác ý kinh khủng của một con người mang danh chuyên gia tâm lý. Hai file ghi âm đó, tôi đã gửi trực tiếp cùng với đơn tố cáo vào thẳng email của ban lãnh đạo trung tâm. Nếu cần, tôi sẽ mở điện thoại, bật lên cho mọi người cùng nghe. Nhân tiện đây, tôi cũng muốn ban lãnh đạo xem giấy tờ này. Đây là bản photo giấy kết hôn của Nguyễn Ngân Hà và Trần Hữu Nghĩa. Ngân Hà là con gái tôi, Hữu Nghĩa là con rể của tôi. Vào thời điểm hiện tại, chúng nó vẫn là vợ chồng. Hữu Nghĩa và Ngân Hà kết hôn đã 5 năm. Nhưng cô An Nhiên đây đã cố tình quan hệ với con rể của tôi. Thậm chí hai người đã có với nhau một đứa con trai 6 tuổi. Vào thời điểm này, con gái tôi chưa chính thức ly hôn. Nhưng cô ta và con rể của tôi đã ngang nhiên chung sống. Cô ta không chỉ đạp lên đạo đức mà còn đạp lên cả luật pháp, phá hoại hạnh phúc của một gia đình. Chính vì thế hôm nay tôi đích thân đến đây, cũng là để ban lãnh đạo nhìn rõ bộ mặt, tư cách đạo đức, tư cách chuyên môn. Đồng thời cũng phải có biện pháp xử lý kỷ luật sao cho đúng. Vì tôi nghĩ môi trường nào cũng vậy, cần phải sàng lọc. Không thể để những người có tư cách đạo đức, tư cách chuyên môn yếu kém để làm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của cả một tập thể. Anh ơi, anh mua bánh mì đi ạ. Bánh mì vừa mới ra lò, vẫn còn nóng ạ. Anh mua cho em một cái nhá. Ừ. Bánh mì 3T, 15.000 một cái ạ. Của anh. Ơ, sao anh làm dơ hết bánh mì của em rồi? Bẩn hết rồi thì em còn cái gì để bán nữa? Anh Nghĩa, sao giờ này anh vẫn còn ở đây? Anh không đến trường à? Thôi, không nhặt nữa, bánh mì bẩn hết rồi. Đây, em vẫn còn gói xôi em để phần cho anh nhé. Ăn đi rồi còn đến trường. Lúc sáng em có ăn 2 miếng, nhưng mà em vẫn còn phần anh nhiều lắm. Ừ, anh sẽ ăn. Sau hết tất cả, nghẹn lời nói ra rằng ta đã sai rồi. Chú chết, muộn giờ đến lớp rồi, anh ăn đi nhá. Chạy ra ngoài kia em lấy cái xe đạp, em chở anh đến trường cho kịp giờ nhá. Ăn đi. Con tim đặt vào kiêng, từ nay không còn được ngủ. Chậm lại một chút để quên dần không có ai ở bên. Tự hỏi nên đi lối nào ở ngã ba nơi, hy vọng còn như đâu đó. Một lần nữa cố gắng để rồi phải quay bước đi.
trước vẫn còn đoạn đường phải đi, nên là chính mình sau những tổn thương vấp ngã sẽ lại đứng lên. Tận cùng niềm tin là thế, một lời xin lỗi tháng ngày tuổi xuân đã trao, chắc có lẽ để cho thời gian trả lời. Phải chi ta sẽ trở lại nơi